Tại một căn cứ bí mật ở Trung Đông khi này đang diễn ra cuộc họp cấp cao của một tổ chức xấu xa, rất nhiều phương án được đưa ra nhằm hạ bệ nước Mỹ nhưng vẫn chưa được thông qua. Bất ngờ Trung úy Frank Zerbin, một cảnh sát vụng về có tiếng bị đám người này bắt làm con tin trước đó. Đột ngột, ông xuất hiện cầm ấm nước nóng dí vào tay của tên đầu sỏ, tiếp đến một đấm knock out hắn ta, tiện thể quay sang rửa mặt mũi cho tên hói bên cạnh và cuối cùng cho tên dâu trắng một trận liên hoàn trưởng thẳng vào giao diện. Khổ thân đám người xấu khi kế hoạch còn chưa bàn xong thì đã bị Frank càn quét phá tung hết cả lên. Trước khi rời đi, ông chú tóc bạc còn không quên giới thiệu mình là cảnh sát tài ba nhất biệt đội SWAT, đồng thời cảnh cáo đám người xấu liệu hồn có ngày tao sẽ quay lại để bẻ răng từng thằng một. Trong khi đó, tại một bến thuyền, thám tử da đen Nott Bang đang âm thầm theo dõi một băng nhóm xã hội đen. Nhờ phá thiết bị thăm dò bự tổ trưởng mà anh đã phát hiện được một cuộc giao dịch ma túy. Không chần chừ, Nott Bang liền tiến vào hang địch, từ từ rút khẩu súng ở giữa hang thủ sẵn trước cửa chờ thời cơ thích hợp. Sau 3 tiếng đếm là anh lập tức hành động đạp tung cánh cửa nhưng lại mắc bà nó vào chân không rút ra được. Động tác cồng kềnh này vừa hay đã bị đám tội phạm trông thấy. Loay hoay mãi cũng rút chân ra mà mò được vào trong cơ mà lại đơ người nhận ra trước mặt mình là hàng chục khẩu súng đang lên đạn chờ sẵn. Thanh tra sợ quá hóa liều lớn tiếng hét lên tất cả không được nhúc nhích, mau bỏ súng xuống ngay lập tức để được nhận khoan hồng. Vậy mà cũng có một tên ngu ngục làm theo. Lúc này ông trùm từ trong bóng tối bước ra chỉ thị cho đám đàn em đồng loạt xả đạn. Nott Bang cũng vì vậy mà bị bắn cho không trượt phát nào. Mặc dù chúng đã ngừng bóp cò nhưng anh điệp viên vẫn tự mình đút tay vào cánh cửa. Lúc quay đầu vô tình chạm vào cái lò sưởi xong bất cẩn úp nguyên bản mặt vào chiếc bánh kem. Đến khi bước đi được thì lại đạp nhầm vào bẫy gấu rồi đó rơi xuống dưới biển biến mất xuôi tam không biết sống chết ra sao. Rất may là sau pha tự hủy đó, anh da đen số nhạo đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời. Ở bên này, Frank cũng vừa đáp chuyến bay sau phi vụ tự giải cứu mình khỏi đám người xấu. Tiếp đón ông ở phía dưới là rất nhiều phóng viên và vô số những cô em chân dài. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng hoan nghênh hào hứng trước sự có mặt của anh hùng dân tộc. Không đành lòng, trung tá đầu bạc cứ thế tiến lên phát biểu đôi ba lời thân mật. Ai ngờ người bạn bên cạnh lại quay sang nhắc nhở Frank là những kẻ hâm mộ này không phải đang muốn phỏng vấn ông đâu mà là diễn viên nổi tiếng ở phía sau kia kìa. Lúc ở trên xe nghe tin người anh em Nott Bang gặp nạn và thân là anh em chỉ cốt trên bến dưới thuyền nên Frank lập tức cho xe tạt liền vào bệnh viện. Ai ngờ rằng vừa mới đặt đít ngồi xuống bên cạnh giường để hỏi thăm thì thế méo nào lại đè lên cái điều khiển làm anh da đen gập đôi cả người tí thì đăng xuất. Khó khăn lắm mới tách ra được, nào ngờ ông chú hậu đậu ngã đè xuống làm chiếc giường tiếp tục gấp làm đôi thêm phát nữa. Đúng là khổ thân, anh điệp viên đã nằm bất động trên giường bệnh rồi mà vẫn không yên với thằng bạn già. Tiếp đó Frank ghé tai hỏi han vài câu về kẻ đã hại Nott Bang ra nông nỗi này thì lại nghe anh da đen thều thào gì đó liên quan đến mai tuế. Tưởng nhầm thằng bạn đang cần làm tí cho tỉnh táo nên Frank nhanh nhẹn nhờ y tá tiêm cho Nott Bang một mũi làm anh ta cứ thế lan ra bất tỉnh nhân sự. Do không thể lấy được thêm thông tin gì từ Nott Bang nên Frank chỉ có thể dựa vào bức ảnh mà người vợ cung cấp. Ngay lập tức nam chính cùng cấp trên đến bến tàu để thu thập thêm chứng cứ. Chán nản nhìn đám cảnh sát ăn hại lọ mọ cả ngày mà vẫn không thu được kết quả gì, khiến Frank đã nhanh trí đi đường tắt đón đầu. Nói là làm, và ông liền tìm đến một người lái tàu sống gần đó rồi nhét vào mồm anh ta vài tờ đô la. Quả nhiên dưới sức mạnh của đồng tiền thì đối phương đã lập tức khai ra người đứng đằng sau đường dây buôn ma túy tại bến tàu. Đó chính là ông trùm Vincent, và có điều vay về gã này không hề nhỏ bé một chút nào. Không chỉ là một doanh nhân được kính trọng đang điều hành một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố, mà Vincent còn được thị trưởng chọn là người chủ trì cuộc tiếp đón nữ hoàng Elizabeth khi bà đến thăm Los Angeles vào ít ngày tới. Mặc dù vậy, Frank chẳng hề nao núng liền phi thẳng đến dinh thự của Vincent để điều tra. Biết ông là cảnh sát nên tên trùm bên này cũng bình thản tay bắt mặt mừng giả vờ hữu nghị như không có chuyện gì. Sau đó hắn còn khoe khoang đồ đạc trong nhà toàn là hàng sưu tầm quý hiếm. Đơn cử như con cá trong hồ này cũng đã có giá lên tới 20.000 đô, hay cây viết xịn sò của hoàng đế Nhật Bản không bao giờ gãy. Bản tính tò mò trỗi dậy khiến Frank tay máy cầm cây bút lên quan sát, ai ngờ lóng ngóng làm nó bay cả vào bể cá. Cánh lúc Vincent đang ba hoa không để ý là ông chú đầu bạc lặng lẽ tiến tới định lấy cây bút ra nhưng vô tình bốc nhầm con cá, đã thấy còn bị nó đâm vào mặt vô cùng đau đớn. Ở lần tiếp theo, Frank thành công lấy được cây bút ra nhưng đồng thời cũng giúp con cá 20.000 đô của tay trùm ra quán nướng. Chuyến điều tra bất ổn lần này ngoài phá hoại ra thì Frank không hề thu được bất kỳ một manh mối nào giúp ích. Cũng không thể trách ông chú đầu bạc được, bởi vì Vincent thật sự quá cẩn trọng và là một tên cáo già đầu đầy sạn. Biết Frank sắp xuống lỗ mà vẫn khoái gặm cỏ non nên hắn liền cử cô trợ lý xinh đẹp diên quyến dụ ông. Có điều vừa thấy đối phương là cô đã đổ đứa đứa té cắm đầu xuống đất. Phen này chẳng biết ai mới là mèo còn ai mới là mỡ đây. Sau khi lấy được tài liệu mình cần thì Frank vui vẻ rời đi trong sự nhớ nhung của người đẹp. Nhưng Vincent lợi dụng chức vụ của mình nói dối diên hỏng dụ cô tìm cách tiếp cận siêu cớm để nắm rõ nhất cử nhất động của ông ấy. Về tới trụ sở cảnh sát, Frank quá tay đâm nhầm vào thùng rác làm túi khí bên trong được kích hoạt. Sau đó, do quên cài thắng nên xe cứ thế tự động lao đi làm trung úy giật mình tưởng rằng có kẻ muốn ám sát mình.
Không nhiều lời, Frank liền rút súng ra bắn nổ tung chiếc xe trong sự bàng hoàng của người dân. Đến khi nhìn lại thì mới ngu người nhận ra ở đó chẳng phải là xe của mình sao. Bởi vì nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm nên Frank rất cần đến sự trợ giúp của vũ khí công nghệ. Thế là ông đã đến tìm Đạt Văn Tây hòng trang bị thật chu đáo. Đầu tiên là chiếc giày da được trang bị rất nhiều lưỡi dao gắn ở xung quanh, nhưng sử dụng nó thế nào thì hoàn toàn phải nhờ vào tổ tiên mách bảo. Vũ khí thứ hai là một chiếc cúc áo có thể bắn ra kim gây mê ở tầm gần, chẳng khác nào đồng hồ gây mê của Conan. Có điều phải đứng thật gần mới có thể ngắm chính xác, còn ở cự ly xa thì ông tiến sĩ chưa kịp nghiên cứu tới. Quả là những phát minh vô cùng sáng tạo và có ích. Ý tôi là có cũng như không, vì chẳng được tích sự cái của nợ gì. Không hổ danh là Đạt Văn Tây của Hoa Kỳ. Sau đó vị tiến sĩ còn vô tình phát hiện ra chất ma túy dính trong sợi vải trên quần của Notbank. Không may là chứng cứ này lại chỉ ra anh da đen chính là tay trong của Vincent. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nữ hoàng Elizabeth đang sắp sửa đến thăm Los Angeles. Vì không muốn bộ mặt cảnh sát của thành phố này bị chà đạp nên cấp trên đã yêu cầu Frank trong vòng 24 giờ nữa phải tìm cách chứng minh anh da đen vô tội, bằng không thì cứ dựa cột mà xử. Ở bên này, Vincent phát hiện ra con cá quý 20.000 đô của mình bị nam chính xiên chết thì cay còn hơn khi ăn phải ớt. Đúng lúc này, một tên thuộc tổ chức người xấu gõ cửa bước vào. Có vẻ như hắn và ông trùm đang hợp tác lập mưu hỏng giết Notbank nhằm bịt đầu mối sau khi biết anh vẫn còn sống. Sau đó mục tiêu tiếp theo mà chúng nhắm tới chính là nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Để thực hiện âm mưu ám sát đó, Vincent lấy ra một thiết bị điều khiển từ xa có khả năng thôi miên người khác thông qua cảm biến được gắn trong đồng hồ trên tay chúng. Cứ thế bà cô giúp việc bị gã chỉ đạo trở thành một sát thủ chuyên nghiệp thành thạo, lấy khẩu súng từ hộc tủ bóc có liên tục về phía tên đầu hói làm hắn sợ xanh mặt suýt thì vãi ra quần. Khi muốn sát thủ trở về trạng thái ban đầu thì chỉ cần tắt thiết bị ở trên tay đi là xong, quả thật vô cùng lợi hại. Sau đó ông trùm cho thuộc hạ trà trộn vào bệnh viện đứng ở ngoài nhấn nút thành công thôi miên được ông bác sĩ ám sát anh da đen. Tình cờ đúng lúc này Frank lại đến thăm bệnh và đã phát hiện được âm mưu thâm độc của bọn chúng. Một hồi choảng nhau banh cả căn phòng thì cả hai vẫn không hề hấn gì. Riêng Notbank số nhỏ ở giữa phải đưa mình ra hứng chịu hết, đập mặt vào tường rồi lại ăn cả cái bình hoa vào đầu, sống còn khổ hơn là chết. Biết mình đã bại lộ nên tay bác sĩ lập tức trèo ra ngoài để cướp một chiếc xe nhằm bỏ trốn. Frank cũng chẳng kém cạnh tận dụng thân phận cảnh sát của mình để đi nhờ một xe khác. Nào ngờ lúc lên xe thì ông mới sững sờ nhận ra đây là xe của một người phụ nữ đang tập lái. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này nên cũng đành bất đắc dĩ giao tính mạng của mình cho tấm chiếu mới thôi vậy. Chạy được một đoạn thì cô học viên lớ ngớ lao nhầm xuống đường hầm ngược chiều. May mà thầy giáo từng là một quái xế liền bình tĩnh chỉ dẫn cài số lùi đạp hết chân ga mới được toàn mạng cho cả ba. Sau pha thoát chết ấn tượng đó, nữ học viên như được đánh thức năng lực sâu thẳm bên trong. Đã vậy nhờ Frank tiếp thêm động lực mà cô ta không ngần ngại đá số tăng ga phóng như bay về trước, áp sát vào xe của tay bác sĩ làm ông ta mất lái đâm vào một chiếc xe bồn ở phía trước. Tiếp đó kéo quả tên lửa của chiếc xe tăng lao thẳng vào nhà máy pháo hoa mà nổ banh xác. Kết quả là người dân xung quanh chứng kiến một màn trình diễn pháo hoa miễn phí vô cùng hoành tráng, còn Frank vẫn tay trắng không thu hoạch được gì. Bất mãn vì mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt, nam chính thất thần quốc bộ về nhà thì chợt phát hiện cửa có dấu hiệu bị ai đó cậy mở. Như một con mèo, trung tá rón rén nhào tới lộn tới lùi khắp tất cả các phòng để xem xét tình hình. Lộn đến nhà bếp thì Frank phát hiện Diên đang đứng xào nấu gì đó rất hấp dẫn. Nhìn cô trợ lý trong bộ dạng nóng bỏng này làm ông chú đầu bạc tự nhủ đêm nay phải cháy thật hết mình với người đẹp mới được. Hôm sau cặp đôi đũa lệch bắt đầu đắm chìm trong men say của tình yêu. Frank có được tình cảm của cô bạn gái trẻ đẹp thì cứ như sống lại tuổi đôi mới yêu đời không biết bao nhiêu mà nói. Đêm đó đợi cho văn phòng làm việc của Vincent tắt hết đèn là Frank quyết tâm sẽ đột nhập vào thu thập chứng cứ để buộc tội ông trùm. Bằng kỹ năng đạo trích của mình, Frank cầm tấm thẻ từ chọc chọc mấy cái vào ổ khóa cơ mà thấy méo nào lại mở được cửa thật. Tiếp đó cảnh sát già lại loay hoay bấm nhầm vào nút khởi động công tắc làm cây đàn piano bên này kêu lên inh ỏi. Không bỏ cuộc, Frank lại tiếp tục lục lọi, nhờ vậy đã phát hiện ra một âm mưu động trời. Có kẻ nào đó đã sẵn sàng chi ra 20 triệu đô để Vincent ám sát nữ hoàng Elizabeth. Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì tay chân Frank lóng ngóng lại để bật lửa đốt cháy luôn tờ giấy. Hoảng hồn ông chú đầu bạc liền tìm cách chữa cháy nhưng lơ ngớ đập luôn đống đồ cổ có giá triệu đô, thậm chí đốt luôn cái văn phòng của người ta. Nào ngờ đúng lúc này Vincent lại đột ngột chờ thang máy sắp sửa đi lên. Trong lúc cấp bách, Frank nhanh trí chui ra lan can chim én khỏi đây nhưng lại bất cẩn hái trộm cặp bưởi năm roi của cô hàng xóm kế bên mà không xin phép. Kết quả đã bị cô ta gọi điện báo cảnh sát, thế là Frank hậu đậu bị buộc tội phóng hỏa phá hoại tài sản và sàm sỡ bóc phiếu con gái nhà lành. Tin tức này nhanh chóng đến tai của thị trưởng làm bà ấy vô cùng bực bội khó xử. Thấy vậy, Frank liền tiết lộ âm mưu ám sát nữ hoàng của Vincent, nhưng khổ nỗi trong tay ông ấy không còn bất kỳ một chứng cứ nào để chứng minh điều mà mình vừa nói. Ngay lập tức, người cảnh sát già bị bà thị trưởng sa thải khỏi nhiệm vụ bảo vệ nữ hoàng do những rắc rối mà ông vừa gây ra. Trở về nhà, nam chính buồn bã bỏ đai đeo súng ra định bụng sẽ nghỉ hưu về quê chăn vịt luôn, nhưng ai ngờ Diên lại tìm đến nói rằng Vincent đang đợi ông ở một trang trại.
Không do dự, nam chính liền lái xe đến điểm hẹn, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông trùm đâu, mà thay vào đó là một tên đàn em thiện chiến của hắn. Lập tức trận đấu súng cao bồi vô cùng ác liệt được diễn ra. Sau hàng tiếng đồng hồ bắn nhau chí chóe thì đạn cũng đã cạn mà chẳng ai mất một sợi tóc. Hết kiên nhẫn nên cả hai lao vào tay đôi đánh giáp lá cà xem thằng nào mạnh. Phanh bị mùi thối của động vật làm cho hắt hơi, khiến cho kẻ địch đánh hụt. Cứ thế theo quán tính, lỡ đà rơi xuống bể phốt mà chết ngạt ngay tức khắc. Chỉ chờ có vậy, ông tức tốc chạy tới buổi tiệc đón tiếp nữ hoàng để tiến hành khám xét từng người một, vì nghi ngờ rằng Vincent sẽ ra tay ngay tại đây. Đúng lúc này, bà thị trưởng lên bục phát biểu diễn văn chào đón sự có mặt của nữ hoàng. Frank ở dưới bị tiếng kèn làm cho đầu óc choáng váng, khiến ông hoa mắt nhìn nhầm Vincent đang cầm súng định kết liễu yếu nhân. Thế là trung úy đầu bạc không bằng hiểm nguy lao tới ôm lấy nữ hoàng trượt dài trên bàn tiệc rồi dừng lại trong một tư thế không thể kỳ cục hơn. Sau đó không cần nói thì cũng biết tin tức về nữ hoàng đã xuất hiện đầy rẫy trên khắp các mặt báo. Đính kèm theo là bức ảnh nhạy cảm khiến cho tất cả lực lượng cảnh sát Mỹ đều phải mối mặt đội hàng chục cái quần lên đầu mới hết nhục. Tất nhiên vụ việc đó đã chính thức đá bay chức danh trung úy của Frank. Đang lúc thu dọn đồ đạc rời khỏi đơn vị để về vườn thì Jean một lần nữa chạy tới thông báo với bạn trai một tin tức cực kỳ quan trọng. Hóa ra Vincent sẽ ra tay ám sát nữ hoàng ở trận đấu bóng chảy sắp tới. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép Frank bỏ cuộc ngay lúc này nên ông đã tự mình đến sân bóng để lấy công chuộc tội. Lợi dụng sơ hở, nam chính lẻn vào cánh gà đánh ngất một ca sĩ opera nhằm tiếp cận đến chỗ của nữ hoàng. Nào ngờ đúng lúc lại đến màn biểu diễn của ông ta nên Frank chỉ đành mạnh dạn thế chỗ. Sau khi tra tấn người nghe bằng giọng hát như bò giống của mình thì thân phận của nam chính cũng bị bại lộ. Nhanh như cắt, Frank liền chạy vào trong dùng gậy gõ vào đầu một trọng tài. Đang vội vàng thay quần thì bất ngờ một anh tạp vụ mở cửa bước vào. May mạnh ta nghĩ rằng Frank là người đồng tính luyện ái đang tranh thủ đấu kiếm nên đã biết ý khép cửa không làm phiền hai người hành sự nữa. Sau khi vào được sân đấu, Frank lợi dụng uy quyền của một trọng tài để bắt đầu sờ soạng từng cầu thủ một, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm thấy thứ gì khả nghi. Trong lúc các cầu thủ đang tập trung thi đấu thì trung úy bị thất sủng vẫn miệt mài cật lực lục soát. Có điều thời gian của trận đấu đang trôi dần về phút cuối mà Frank thì vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu hay nguy hiểm bất thường. Hết cách, nam chính đành câu giờ tung cả một đống bóng lên không trung cố ý làm cho trận đấu bị gián đoạn. Đã thấy ông còn láo nháo tham gia ném bóng cùng các cầu thủ khiến cho tay trọng tài bên này bắt đầu sôi máu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cứ thế hai bên ném qua ném lại không bố nào chịu nhường bố nào. Chẳng mấy chốc trận đấu bóng chày đã trở thành màn solo giữa hai vị trọng tài. Nhân lúc đám đông hỗn loạn và hai con gà già đang sửng cổ sắp sửa đá nhau, Vincent bên này âm thầm kích hoạt thiết bị thôi miên để sai khiến một cầu thủ. Cứ thế anh ta bị ông trùm điều khiển bước đi như người vô hồn tới chỗ giấu khẩu súng và nhặt nó lên rồi từ từ tiến về phía nữ hoàng. Frank thấy thế vội đuổi theo lao tới lấy thịt đè người, nào ngờ các cầu thủ cùng đội tưởng ông đang ăn hiếp bạn mình nên lập tức nhảy vào hội đồng tập thể. Chỉ trong nháy mắt, sân bóng chày đã trở thành một sàn đấu lộn xộn khiến bà thị trường trên khán đài cũng phải cạn lời vì quá mất mặt. Còn các bình luận viên thì lại hào hứng chuyển hẳn sang bình luận boxing. Một lúc sau, tuyển thủ bóng chày bị Vincent sai khiến bất ngờ thoát ra được khỏi mớ bong bong và tiếp tục tiến về phía nữ hoàng để thực hiện nhiệm vụ ám sát. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Frank buộc phải sử dụng đến vũ khí bí mật do Đạt Văn Tây chế tạo. Thế nhưng đến khi đưa lên để bóp cò thì lại bắn nhầm vào cô nàng béo ú ở phía trên. Cơ mà nhờ có chế độ nên cô ta đã ngã xuống đúng vào vị trí của anh cầu thủ làm cho kế hoạch ám sát nữ hoàng của Vincent theo đó mà phá sản. Biết bản thân đã bị lộ nên gã liền bắt người tình của ông làm con tin, quyết khô máu tới cùng. Nào ngờ ông chú cũng không phải dạng vừa, khi nhanh tay tóm lấy một người phụ nữ Trung Hoa để uy hiếp ngược lại đối phương. Trong khi Vincent còn chưa kịp lốt người phụ nữ xa lạ kia có quan hệ gì với mình thì Jean đã nhân cơ hội đó cắn vào tay ông để chạy khỏi hiểm nguy. Chỉ chờ có thế, Frank liền giơ súng gây mê bắn một phát thẳng vào cổ của tên phản diện làm hắn loạng choạng rơi xuống mấy tầng lầu. Vừa hay đúng lúc này một chiếc xe lưu từ đâu đi tới cán Vincent bẹp dí như con cá khô. Ngờ đâu mọi chuyện đã ổn thỏa thì một đoàn diễu hành bất ngờ đi qua đạp vào công tắc điều khiển khiến cho Jean bị thôi miên cầm súng chĩa về phía Frank. Thế nhưng Frank không chút sợ hãi mà cởi bỏ áo chống đạn ra, trực tiếp dùng những lời lẽ tình cảm nhẹ nhàng rót vào tai của Jean. Sau đó ông còn lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước khiến Jean xúc động rơi nước mắt thức tỉnh, vội ôm chầm lấy trung tá. Các cầu thủ ở dưới chứng kiến màn cầu hôn ướt át này cũng phải dừng việc đánh đấm lại mà ôm nhau sướt mướt một tí. Thời thế tạo anh hùng và nhờ có chiến công này mà Frank được phục chức gay, thậm chí còn được thăng cấp lên làm đại úy. Nutbang hay tin cũng chạy xe lăn tới chúc mừng bạn già nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị Frank lỡ tay đẩy ba nó xuống dưới. Fan này không phế thì cũng tàn tật rồi. Ôi đúng là bạn bè như cái bẹn bà mà. Nhờ vào thành tích tiêu diệt tên buôn ma túy thứ 1000 nên hôm nay cảnh sát nổi tiếng vụng về nhất nước Mỹ Frank được Tổng thống mời tới Nhà Trắng tham dự một buổi yến tiệc để bàn vấn đề năng lượng và ô nhiễm môi trường. Nào ngờ Frank lại đứng lên chia sẻ chuyện là hôm ấy mình say rượu đạp nhầm chân ga tông chết một người. Ấy vậy mà thế máu nào lại đúng vào tên trùm buôn ma túy. Chẳng qua chó táp nhầm ruồi chứ tài cán cái miệng gì đâu. Mặc dù được đặc cách tham dự một buổi tiệc trang trọng của Tổng thống nhưng Frank đầu bạc vẫn không quên lấy tấu hài làm đam mê.
hết 5 lần 7 lượt làm phu nhân té sấp mặt đập đầu vào gầm bàn, hay đến khi có người đứng lên phát biểu thì ông lại chăm chăm vào đĩa tôm hùm to tổ bù trước mặt, cứ vậy chọc ngoáy để lấy thịt tôm thì làm nước bắn tung tóe vào mặt của các thực khách. Muốn vắt tí chanh vào để ăn cho đỡ ngấy thì lại hậu đậu làm văng cả quả lên đầu của quý bà da đen, quay qua quay lại khiến phu nhân ngồi kế bên bị càng cua kẹp nát hết cả hàng họ. Để nguyên như vậy mà ăn thì có vẻ hơi thô lỗ nên trung úy cảnh sát đã quyết định xé nhỏ ra. Kết quả là đệ nhất phu nhân bị knock out một cú chí mạng. Tiếp theo đó, Tổng thống bất ngờ tuyên bố sẽ trao lại toàn bộ việc quản lý chính sách năng lượng cho tiến sĩ môi trường học Mannheimer khiến cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực năng lượng vô cùng sửng sốt. Bởi vì tiến sĩ ngồi xe lăn là một người đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường nên việc khai thác và sản xuất các tài nguyên của các vị chủ tịch ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, ở phía riêng bạn gái cũ của Frank khi này đã là một giám đốc quan hệ cộng đồng làm việc cho tiến sĩ Mannheimer nhưng vẫn không thể nào quên được bóng hình xưa. Nhớ thương người yêu cũ nên mỗi ngày cô ấy đều khóc cả xô nước mắt. Tiến sĩ thấy tình hình này cứ kéo dài thì thật không ổn nên đã nhiều lần tâm sự khuyên riêng nên ra ngoài đi đâu đó cho khuây khỏa. Đúng lúc này một anh tạp vụ bước vào thấy quả bom trong thùng rác lại nghĩ rằng đó chỉ là chiếc đồng hồ nên liền mang đi đưa cho hai anh bảo vệ dưới lầu xem xét. Ai ngờ anh da đen cũng tưởng đây chỉ là đồng hồ xem giờ nên đã nhiệt tình vặn chiếc kim lại cho đúng với thời gian thực tế. Kết quả khiến cho cả căn phòng nổ tan tành mây khói. Hôm sau Frank hay tin liền tức tốc chạy đến hiện trường để điều tra mặc cho thợ rửa xe vẫn còn đang ở trên nóc để lau chùi. Vụ nổ đêm qua đã làm cho toàn bộ nhân viên an ninh bay màu. Nhân chứng còn sót lại duy nhất chính là Jean. Frank bất ngờ hội ngộ với người tình cũ thì bồi hồi sao xuyến đứng như trời trồng mất mấy giây. Đang định rủ cô vào nhà nghỉ làm vài nháy để ôn lại kỷ niệm lại sực nhớ ra đang trong giờ làm việc nên đành thôi. Theo mô tả của Jean thì tên nghi phạm cao khoảng 1m8 và có ria mép. Ấy thế mà tên họa sĩ lại vẽ lung ta lung tung nhưng bằng nghiệp vụ của mình thì Frank đã suy đoán được vụ này chắc chắn do đối thủ trong ngành của ông tiến sĩ làm ra. Sau đó nam chính được Jean dẫn đi tham quan một vòng nhà máy. Ai dè báo thủ quay qua quay lại đánh rơi chiếc mũ bảo hộ xuống dưới và kết quả làm hệ thống an toàn chuyển sang chế độ báo động. Bởi vì đang trong quá trình điều tra nên Frank đã nhanh trí lấy cớ mời Jean đi nơi khác để thu thập thêm thông tin. Tiếc là kế hoạch gần gũi với ghệ cũ chưa thành thì gã đại quen tin một trong những ông trùm dầu mỏ lớn nhất nhì bất ngờ đi tới ôm eo Jean. Đã thế còn thì thầm vào tay cô những lời thân mật. Frank bên này chứng kiến cảnh tượng ấy thì cay cú khỏi phải nói, nhưng ngoài cả khịa đối phương ra thì ông cũng chẳng thể làm gì khác. Người ta quyền quý cao sang như thế còn mình trên răng dưới dép sao mà có thể với tới trái tim của nàng được đây. Thất tình Frank lủi thủi đến một quán bar để mượn rượu giải sầu. Cấp trên và anh chàng cộng sự Not Bang biết ông không vui nên cũng tìm đến động viên an ủi. Không ngờ một lát sau Jean cũng có mặt tại đây để mời bạn trai cũng một ly. Sau đó cô nàng xinh đẹp đã bày tỏ rằng mình rất trân trọng tình cảm của Frank nhưng tốt nhất bọn họ chỉ nên giữ mối quan hệ ở mức tình bạn. Nam chính nghe tới đây thì không kiềm chế được nữa mà trực tiếp giải bày. Em có biết anh đã phải kiếm từng đồng để mua từng hecta đất ở rừng nhiệt đới Brazil sau đó cất công di rời đám thổ dân đi rồi cho người chặt cây lấy gỗ để xây dựng ngôi nhà trong mơ của hai ta không? Ấy vậy mà bây giờ em lại chạy theo gã đàn ông lắm tiền nhiều của vàng tính bằng ký còn đô la đựng bằng bao tải kia. Đúng là chân thành rốt cuộc cũng chỉ đổi được cặp chân gà mà thôi. Chưa dừng lại ở đó khi Frank còn nghi ngờ Jean cố tình đến đây để moi thông tin từ mình nhằm cung cấp cho gã bạn trai nhà giàu kết quả điều tra. Ai ngờ lại bị cô nàng tát cho không trượt phát nào. Cứ thế cặp đôi đũa lệch lại phải nói lời xa nhau chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Trong khi đó họ lại không hề nhận ra chính gã bồ mới của Jean chính là chủ mưu của vụ đánh bom văn phòng tiến sĩ Mannheimer. Bởi vì viện nghiên cứu của ông ấy đã phát minh ra các vật liệu có thể tạo ra nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường. Nếu như chính phủ mà biết được thì mọi hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm của Quentin cùng các ông lớn sẽ bị chấm dứt. Do đó mà tên GMF đã bắt cóc tiến sĩ để ông ấy không thể công bố những phát minh này, đồng thời cũng cho người giả dạng thành ông ta để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết quan trọng vào thứ ba tuần tới. Cùng lúc đó Frank tự nhủ phải vùi mình vào công việc một cách thật bận rộn để quên đi mối tình với Jean. Thế nên ông đã lái xe tới sở cảnh sát để tìm thêm manh mối nhằm quyết tâm ngăn chặn tên giết người nguy hiểm trước khi hắn lại ra tay một lần nữa. Vừa mở cửa bước vào là ông thần báo đã vô tình khiến cho một tên tội phạm đang cố chống cự bị sập nguồn. Sau đó đặc văn Tây của nước Mỹ cũng cung cấp cho Frank nhiều thông tin quan trọng về vụ án. Qua quá trình nhập công nghiên cứu thì tiến sĩ đã tìm được một bàn chân rất to giống như của một người tiền sử. Cách đó vài bước lại có thêm một dấu chân của khủng long T-Rex. Đào sâu xuống 6 mét họ tiếp tục phát hiện một mảnh gỗ nghi là của con thuyền Noah nổi tiếng. Có điều những thứ quái quỷ này thì có liên quan gì đến vụ án đánh bom cơ chứ? May mà ông tiến sĩ lẩm cẩm còn nhớ mình đã nhặt được một chiếc ví ở hiện trường. Bên trong đó có tấm ảnh của một võ sĩ quyền Anh và địa chỉ dẫn đến một nhà thổ. Không chần chừ nam chính cung cấp trên liền lên xe để lần theo thông tin vừa có được. Vừa tới nơi Frank phát hiện chiếc xe đỏ đang đậu trước cửa rất giống với lời khai của Jean nên đã nhờ Not Bang ở lại chui xuống gầm lén gắn thiết bị theo dõi. Trong lúc ông đang tập trung tra hỏi con quái vật ba đầu này thì ông sếp đã nhìn thấy tên võ sĩ quyền Anh đang âm thầm bỏ trốn. Frank không do dự cùng đồng đội chạy ngay ra xe để chuẩn bị đuổi theo nghi phạm.
Ai ngờ khi này anh da đen lề mề vẫn chưa xong việc và đã thế còn sơ sẩy mắc kẹt vào gầm xe, kết cục bị tên hói kéo lê lết ngoài đường. Frank và sếp lớn ở phía sau thì vẫn cật lực bám đuổi sát nút mà không hề hay biết đồng nghiệp mình đang kêu la thảm thiết. Chạy được một đoạn thì chiếc xe đỏ bất ngờ đổi hướng làm nót beng trượt dài xuống dốc rồi đâm thẳng vào gầm xe của Frank, trong khi tay thì vẫn giữ thiết bị định vị. Ai ngờ ông chú đầu bạc lại cứ cắm mặt vào cái màn hình. Tưởng nghi phạm đang ở gần mình nên tăng ga đuổi theo làm anh da đen tiếp tục bị kéo lê. Chú chim họa mi ở trong quần cũng không được yên thân mà liên tục bị hành hạ bởi các đồ vật trên đường. Sau khi được cộng sự bón hành ngập mặt thì nót beng số nhọ tiếp tục trượt tự do đến gầm của một chiếc xe khác và bị đưa đi. Phen này không chừng anh da đen bị kéo lê xuống 18 tầng địa ngục cũng nên. Cùng lúc đó, tên võ sĩ Quyền Anh đang cố thủ ở trong nhà với một khẩu súng trong tay mặc cho cảnh sát bên ngoài bao vây khắp nơi. Họ liên tục thương lượng để hắn tự động bước ra đầu thú. Trong không khí căng thẳng cực độ đó, Frank báo thù bất ngờ vỗ vai một cảnh sát để khích lệ, nhưng thế méo nào lại làm anh ta giật mình nổ súng. Các đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy cũng nhiệt liệt hưởng ứng, theo làm cho căn nhà chỉ trong phút chốc đã biến thành một cái tổ ong chi chít lỗ là lỗ. Mặc dù vậy, tên đầu hói bên trong vẫn sống nhăn răng quyết tâm không chịu quy hàng. Hết kiên nhẫn nên Frank leo vào một chiếc xe tăng đâm thẳng xuyên thủng vào căn nhà của tên võ sĩ, làm hắn sợ hãi suýt thì xón vài bãi ra quần. Cứ tưởng đã thu phục được nghi phạm thì trung úy ăn hại ở bên trong khoang lái lại vụng về làm gãy cả hệ thống phanh, khiến thiết giáp thẳng tiến về phía trước. Nhân cơ hội đó, đầu hói liền thoát ra từ cửa rồi leo qua hàng rào chim én mất tăm. Còn Frank thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi tiếp tục lái chiếc xe tăng đi về phía sở thú và làm cho bức tường ở đó thủng một lỗ to tướng. Nhờ sự phá hoại của ông mà đám thú ở bên trong được một dịp dạo chơi khắp thành phố. Còn trung úy cảnh sát thì cũng may mắn được bầu bạn với một chú khỉ đầu chó. Tối đó Quentin tổ chức một buổi dạ tiệc nhằm vinh danh tiến sĩ Mayheimer. Có điều người ngồi trên xe lăn là tên tiến sĩ giả do gã sắp xếp từ trước. Frank mặt dày dù không được mời nhưng vẫn cố chấp đến tham dự. Đã thế còn mời Jean khiêu vũ cùng để cố tình chọc tức tên tài phiệt. Tiếc là hắn không những không ghen mà còn quay lại phát cơm chó cho Frank, khiến ông cảnh sát cay đỏ ré. Đúng lúc này tên tiến sĩ được gọi tên lên để có đôi lời phát biểu. Nam chính thấy ông ta chậm chạp nên muốn giúp đỡ một tay, nào ngờ bị cảnh tượng Jean khóa môi làm cho mất tập trung đâm phải người phục vụ. Thế là chú chim non của Frank cứ vậy úp vào mặt của tên tiến sĩ Fake làm hắn sợ chết khiếp. Sau đó cả hai đã có một màn trình diễn diếp ảo thuật khéo léo y hệt như quốc cơ quốc nghiệp, làm bữa tiệc phút chốc như một bãi chiến trường. Gã tiến sĩ giả cũng bị Frank giúp bay thật cao thật xa. Sự việc quá trớn lần này làm Frank cảm thấy có lỗi nên ông đã cố tình mang theo một bó hoa lớn để xoa dịu Jean. Ấy vậy mà sau khi đi qua vài cánh cửa thì cả bó hoa tươi chỉ còn lại vài cái cành trơ trọi. May mà nàng ta dễ dãi không truy xét những rắc rối trước đó do tình cũ gây ra. Lúc này Frank cũng bắt đầu tiết lộ những nghi ngờ của mình về vị tiến sĩ môi trường. Rõ ràng ông ấy có trí nhớ rất tốt, thế nhưng tại sao khi gặp mình tại buổi tiệc thì lại hoàn toàn không biết Frank là ai? Nam chính tò mò hỏi thêm liền biết được tiến sĩ Mayheimer có một vết chàm lớn ở mông và là người thuận tay trái. Nhưng chung quy lại thì Jean không cho rằng Quentin có ý đồ xấu xa với vị tiến sĩ. Nói chuyện được một lúc thì cô bạn gái cũng bảo Frank ở ngoài chờ để mình vào trong tắm một phát. Ai ngờ lúc này tên võ sĩ Quyền Anh cũng đã bám theo đến tận đây và đang âm thầm đột nhập vào tận phòng của Jean. Vào khoảnh khắc hắn vừa rút súng ra định thủ tiêu người đẹp thì cô bất ngờ cất vang giọng hát. Vô tình nghe được bài tủ nên tên sát thủ cũng quên mất nhiệm vụ mà líu lo theo không trượt ô nhịp nào. Jean nghe thấy thì giật mình hét lớn, biết có chuyện nên Frank ở bên ngoài vội vàng chạy vào giải nguy. Hai gã cứ thế lao vào giằng co ác liệt, vô tình kéo luôn tấm rèm của Jean ra làm lộ hết cả hàng họ. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa, chẳng mấy khi có dịp thôi thì cứ tạm thời đình chiến để ngắm cho đã con mắt, chứ ông bạn nhỉ. Sau đó tên sát thủ lấy bàn chải đánh răng cho Frank. Ông cũng không chịu thua mà quay sang lấy cái máy sấy tóc để sỉ nhục cái đầu hói của hắn. Tên võ sĩ sợ hãi bỏ chạy ra ngoài liền vấp phải con lợn té đập đầu bất tỉnh nhân sự. Vừa mới lấy được tấm danh thiếp trong túi của tên sát thủ thì hắn lại bất ngờ tỉnh dậy dí dao vào mặt Frank. May mà ông nhanh trí tận dụng vòi cứu hỏa bên cạnh cắm vào mõm tên sát thủ rồi tháo cái khóa van vứt đi, làm đối thủ cứ thế phình to như quả bóng rồi nổ banh xác. Sau khi xem qua tấm danh thiếp lấy được từ trong túi áo của tên sát thủ, Jean mới ngộ ra mình đã bị Quentin lợi dụng lừa gạt tình cảm. Rốt cuộc thì chỉ Frank già mới thật sự chân thành với cô mà thôi. Để đáp lại ân tình cũng như chuộc lỗi với Frank nên Jean đã chủ động mời ông ngủ lại để cùng nhau làng huống. Sáng hôm sau cả đội lập tức lên kế hoạch tiến vào hang ổ của tên trùm dầu mỏ. Frank ỉ mình có chút năng khiếu bơi lội nên quyết định sẽ đột nhập vào đó bằng đường thủy. Ai dè vừa mới lấy đà để nhảy thì lại ngã đập mặt nó xuống sàn. Sau nửa ngày ngụp lặn thì lớ ngớ chui đúng vào khu nước thải bốc mùi nồng nặc. Tiếp theo đó ông lén la lén lút bắn móc treo lên trên nóc nhà để tránh sự truy đuổi của lũ chó dữ. Cố gắng mãi thì phát thứ hai cũng trúng mục tiêu nhưng lại móc nhầm vào cổ của một con chó. Frank leo đến đâu thì nó cũng bị kéo lại gần đến đó. Kết quả người cùng chó rất nhanh đã chạm mặt và đến nước này chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy thôi chứ còn sao nữa. Cùng lúc đó, Not Bang cũng được cấp trên giao nhiệm vụ cắt đứt đường dây điện của tòa nhà, như thanh niên lại cắt bố nó dây đai an toàn của chính mình.
kết quả bị treo lơ lửng như thịt trâu gác bếp. Đúng là đôi bạn cùng tiến, cặp đôi hoàn cảnh mà. Ở bên này, Phan sau một hồi bị chó đuổi chạy cho té khói thì cũng bất ngờ rơi ngay xuống vào phòng họp của các ông trùm. Biết tính mạng sắp lâm nguy nên nam chính vội ra tín hiệu cho đồng đội trợ giúp. Ấy mà thấy méo nào gã tài xế lại đậu xe ngu hết phần người khác. Kết quả là cửa xe bị kẹt lại làm cả đội FBI không thể chui ra được. May cho Frank là gã quen tin chưa muốn giết ông vội mà sẽ đợi cho đến khi tiến sĩ hoàn thành xong bài diễn thuyết thì mới ra tay. Nhân lúc tên canh gác không chú ý thì nam chính bên này cựa quậy tìm cách để cắt đứt dây chói nhưng dây chưa đứt mà ông tiến sĩ bên này sắp đứt tới nơi. May mắn thay đội đặc nhiệm do cấp trên của Frank dẫn đầu đã xông vào kịp lúc để khống chế tình hình. Phẫn nộ trước những gì tên thuộc hạ của Quentin đã làm với tiến sĩ nên ông cảnh sát đã bỏ hết vũ khí rồi lao vào một tay đôi với hắn. Tiếc là do không biết lượng sức mình nên đã được gã cho lên bảng tỷ số. Cùng lúc đó, buổi diễn thuyết của tên tiến sĩ giả cũng đang sắp sửa được diễn ra. Thấy Diên đứng bơ vơ một mình nên tên trùm dầu mỏ đã dẫn cô nàng đi vào trong. Vì không muốn bị hắn phát hiện nên Diên cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Một lúc sau, Frank và đội của mình cũng đến nơi nhưng không thể cứ để bộ dạng thế này mà đi vào trong được. Nhìn thấy một nhóm nhạc Mexico ở gần đó, trong đầu Frank lập tức lóe lên một ý tưởng táo bạo, nghĩ là làm nên ông cùng cả đội lập tức chấn lột trang phục xong leo lên sân khấu bắt đầu biểu diễn. Không ngờ tiết mục của bộ ba quá xuất sắc khiến ai nấy cũng phải nhiệt liệt tán thưởng mà chờ hè một chút, nghi ngờ. Sau đó Frank lẻn ra sau cánh gà để đi tìm tên tiến sĩ giả nhằm dạy cho hắn một bài học. Ai ngờ cảnh tượng này lại bị một người phụ nữ bắt gặp liên tục hô hào để đòi công lý cho người tàn tật. Kết cục là Frank đã bị một nhóm thanh niên lao vào hội đồng. Ở bên này, cấp trên đang chuẩn bị đưa tiến sĩ thật ra sân khấu thì lại bất ngờ bị tên tiến sĩ giả nấp sau cánh gà úp sọt. Thấy thế, tiến sĩ thật liền dùng diều chặt đứt dây cáp, ai ngờ lại trúng vào đầu của đồng minh. May mà phát thứ hai thử lại đã làm cho tên giả dạng mình ngất xỉu rồi cứ thế úp mặt vào con sông quê bốc mùi khám lọ. Đến khi tỉnh lại thì cũng là lúc hắn vô tình khiến cho bản thân bị lộ nên cong chân mà bỏ chạy học mạng. Chớ trêu thay, đúng lúc ông tiến sĩ thật chuẩn bị lên phát biểu thì Frank bên ngoài đã hớt hải chạy vào để vạch trần sự thật. Cứ thế nam chính lôi ông tiến sĩ tàn tật đứng dậy rồi lột quần ông ta ra để chứng minh với mọi người dưới mông của kẻ giả mạo không có vết chàm. Có điều Frank không hề biết ông ấy là tiến sĩ xịn nên vết chàm này đương nhiên cũng là thật. Thế là trung úy đã làm đủ mọi cách từ kỳ cọ đến trà sát cực mạnh, tuy nhiên vẫn không khiến mai màu. May mà anh da đen đã kịp thời dẫn tên giả mạo tiến sĩ ra để giải nguy cho Frank và đồng thời cũng chỉ đích danh Quentin là kẻ chủ mưu. Có điều lúc này hắn không hề có mặt ở hội trường mà đang tranh thủ bắt Diên làm con tin và đưa cô nàng đi đâu đó. Nhận ra âm mưu của tên tài phiệt, bộ ba bất ổn lập tức đuổi theo tên đại gia lên tầng thượng nhưng bị đàn em của hắn cản đường. Ngay lập tức hai bên lao vào một cuộc đấu súng vô cùng ác liệt. Có điều bắn nhau ở khoảng cách gần đến thế mà vẫn không ai hay hấn gì thì thật là ảo diệu. Đến khi hết đạn thì cả hai lại rủ nhau chơi tròn ném súng xem thằng nào cục trước. May mà Frank kinh nghiệm đầy mình, tuy bắn thì dở nhưng ném thì lại cực kỳ chuẩn xác nên kèo này giành được phần thắng. Đến khi luồn lách vào được bên trong nhờ vào sự yểm trợ từ Not Bang thì Frank lại chứng kiến cảnh Diên bị tên trùm chĩa súng vào đầu. Không những vậy, hắn còn có ý định sẽ cho nổ cả tòa nhà này bằng quả bom hạt nhân do mình tự chế tạo. Như vậy thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản con đường công danh sự nghiệp của hắn nữa. Vào lúc cấp bách, anh da đen bất ngờ đu dây vào trong làm Quentin phân tâm. Nhân cơ hội đó, Frank liền phản công đẩy đối phương ra cửa sổ để ép hắn nói cho mình biết mật mã để dừng trái bom kia lại. Đang lúc hắn sắp sửa khai ra thì ông cấp trên từ đâu chui lên hất gã rơi một phát xuống lầu. Thời gian thì đang cạn dần mà mật mã thì lại không có nên Frank yêu cầu sơ tán mọi người, còn mình sẽ ở lại để khắc chế quả bom. Diên không muốn bỏ mặc người yêu lúc ngặt nghèo nên nhất quyết muốn ở lại cùng. Có được sự hậu thuẫn vững chắc từ người đẹp giúp Frank tràn đầy sự tự tin. Có điều vừa loay hoay ấn nút một phát thì càng làm thời gian trôi nhanh hơn. Ở bên dưới, tất cả mọi người trong hội trường đều đã lăn ra ngủ say như chết vì bài phát biểu quá dỗi hấp dẫn của ông tiến sĩ. Bất lực trước tình thế này khiến cảnh sát trưởng liền lấy ra cuốn sách 18 cộng cho ông tiến sĩ đọc. Kết quả ai nấy vừa nghe xong thì liền đứng bật dậy lần lượt ra về để tìm đối tác thực hành luôn cho nóng. Cùng lúc đó, Frank và Diên vẫn chưa tìm ra cách để khiến quả bom ngưng dừng lại nên quyết định bỏ chạy thoát thân. Nào ngờ ăn may vấp phải dây điện lại khiến quả bom ngừng hoạt động luôn. Sau chiến công lẫy lừng đó, chúa tể vụng về được tôn vinh là người hùng của Nam và chẳng những thế còn được đề bạt lên chức vụ sở trưởng cảnh sát liên bang. Tuy vậy, Frank đã lịch sự từ chối vì không muốn quỹ thời gian của mình bận rộn hơn do còn phải chăm sóc một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời. Hôm nay là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác của cảnh sát già vụng về bậc nhất nước Mỹ. Frank Zebin được vợ giao cho nhiệm vụ đi siêu thị để mua sắm ít nhu yếu phẩm nhưng giật mãi mà vẫn không lấy được chiếc xe đẩy nên Frank nhanh trí dùng máy để cắt nó ra. Lúc đi lựa lưới thì mắt mũi để trên trời mà bốc nhầm vào cặp bưởi của cô em bên cạnh và kết quả bị ăn ngay một chưởng vào mặt. Đang đứng đợi thanh toán thì nam chính bất ngờ trông thấy một tên cướp đang giật túi sách của một người phụ nữ. Theo quán tính, ông chú cảnh sát vén áo định rút súng ra hành hiệp trượng nghĩa nhưng kỳ lạ lại không thấy nó đâu cả. Bồi hồi nhớ lại thì ra cách đây ít lâu, Frank đã được các đồng nghiệp thân cận tổ chức một buổi chia tay ngành cảnh sát sau nhiều năm gắn bó.
Trong sự xúc động của mọi người, ông chú đầu bạc nghẹn ngào nói lời từ giã, sau đó trao lại khẩu súng cùng huy hiệu cho cấp trên. Riêng chiếc còng bằng bạc thì hai vợ chồng ông xin được phép giữ lại để làm kỷ niệm, nhưng có chắc là chỉ để làm kỷ niệm hay không thì tôi chưa biết. Cứ thế Frank để mặc tên cướp chạy thoát ngay giữa ban ngày ban mặt trong sự khó hiểu của nhân viên siêu thị. Nếu như ông trước đây từng là một người rất tận tâm với công việc thì rõ ràng bây giờ bản thân đã không còn mặn mà với việc thực thi chính nghĩa nữa. Cho dù vậy thì hàng đêm trung úy giả vẫn thường xuyên gặp ác mộng về cái nghiệp đã gắn liền với mình gần như một nửa đời người. Trong khi đó riêng khi này đang dấn thân vào con đường để trở thành một nữ luật sư tài ba, lần đó cô nhận được một vụ kiện tụng mà bản thân phải ra sức bảo vệ cho thân chủ khi người này bị chính chồng của mình bỏ rơi. Có điều trong phiên tòa ai nấy cũng đều tỏ ra rất bận bịu với những đứa con của họ khiến cho Diên cảm thấy khá tủi thân. Từng này tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết được cảm giác làm mẹ, thế nên sự chạnh lòng là điều khó tránh khỏi với nữ luật sư. Sau hôm đó Diên đã cùng Frank tới gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn về chuyện hôn nhân gia đình. Tính từ thời điểm lấy nhau đến nay cũng đã được gần 6 tháng mà vẫn chưa thể có nổi một mụn con khiến Diên cảm thấy vô cùng sốt ruột. Chẳng biết đạn dược của Frank thế nào và có còn hạn sử dụng hay không mà ông chú cứ 5 lần 7 lượt từ chối việc có con vì cho rằng điều đó sẽ khiến cho cuộc sống của cả hai xảy ra thêm vô vàn vấn đề phát sinh. Thế vậy bác sĩ tâm lý liền khuyên nhủ Frank nên chiều theo ý của nóc nhà, nếu muốn mưa thuận gió hòa, lỡ đâu mai kia xuống lỗ rồi thằng khác chén Diên thì chỉ có nước tức đội mồ mà sống dậy. Nghe chừng cũng hợp lý nên Frank lập tức phát cơm cho trước mặt bác sĩ. May mà ông ta can ngăn kịp thời, nếu không thì cặp đôi đã đi quá trớn rồi. Chiều hôm đó Frank hí hửng là quần áo phẳng ly, dự định tối nay sẽ tổ chức một bữa ăn thật lãng mạn với vợ, quyết tâm tạo ra vài đứa trẻ kháu khỉnh. Ai ngờ đúng lúc này hai thằng bạn vào sinh ra từ đột ngột gõ cửa nhà, lấy lý do vì nhớ ông bạn nên muốn đến để hỏi thăm sức khỏe, nhưng thực chất là để nhờ ông một việc. Thì ra cấp trên đã phát hiện một âm mưu đánh bom nhắm vào thành phố, nhưng suy đi xét lại thì chỉ có Frank phù hợp nhất với nhiệm vụ này. Sau đó sếp cũ lấy ra tấm ảnh của một con quái vật ba đầu hót hòn họt để nhờ Frank theo dõi giúp, vì nghi ngờ có liên quan mật thiết đến âm mưu đánh bom. Mặc dù vậy nam chính đã lập tức từ chối do bản thân đã rửa tay gác kiếm. Hơn nữa tối nay ông còn có một nhiệm vụ cao thượng khác cần phải thực hiện với vợ. Không từ bỏ, hai người bạn bên này vẫn hết lời chèo kéo Frank vì điều ông cần làm chỉ là đến bệnh viện để quan sát cô ta vài tiếng rồi về ăn tối cũng chưa muộn mà. Việc bảo vệ thành phố thoát khỏi vụ đánh bom cũng là đang bảo vệ tính mạng của vợ ông thôi. Nghe thấy động cơ làm việc cũng khá hợp lý nên Frank đã lập tức phi xe đến bệnh viện. Bằng sự thông minh tỷ lệ nghịch với độ đẹp trai của mình đã giúp Frank đã khéo léo cải trang thành một ông lão bị gãy tay do chơi bóng. Đã thế ông trung úy còn không hề hay biết y tá mà mình đang theo dõi lại làm việc ở khoa sinh sản chuyên giải quyết các trường hợp yếu môn sinh và lý của đàn ông. Mãi cho đến khi bác sĩ đưa ra một cái lọ rồi yêu cầu Frank vào phòng để tự thầm du thì ông chú mới hiểu ra vấn đề. Do chất lượng của đám nòng nọc không đạt yêu cầu nên Frank phải liên tục nhốt mình hàng giờ để bắt sóc bỏ lọ. Thấy bệnh nhân ngồi mãi trong đó mà vẫn chưa thấy ra nên bác sĩ liền đưa cho ông một cuộn phim kinh phí thấp hai người đóng. Nhờ vậy mà chỉ một lúc sau ông chú đầu bạc đã sản xuất ra tận 6 lọ sữa chua vô cùng chất lượng, có điều gương mặt cũng phờ phạc đi trông đấy. Nhân lúc mọi người không chú ý, nam chính đã lén lút tìm kiếm hồ sơ của nữ y tá nhưng bất ngờ lại bị cô ta phát hiện. Vừa chạm mặt ông là quái vật ba đầu tan ra nói rằng nhìn ông rất quen, Frank lắc đầu từ chối vội rồi tiếp tục đi quay tay để tìm vận may. Trở về trong bộ dạng tiêu tụy chỉ có thể lết chứ không thể đi. Đã thế còn phải sắp sửa phục vụ cô vợ nóng bong hết mình thì quả thật đêm nay đúng là ác mộng với Frank. Nhân lúc Diên đi sửa soạn là ông chú tranh thủ đổ hết xô đá lên ghế rồi ngồi lên và cho con chim non uống rượu để hồi sức. Ngay khi chuẩn bị đút than vào lò thì Diên đã phát hiện trên lưng của Diên có vết cào cấu nghi là của phụ nữ. Cô tức giận lắm vì cho rằng chồng chỉ biết nghĩ đến công việc chứ chẳng hề quan tâm đến cảm xúc thật sự của vợ. Nếu đã yêu công việc đến vậy thì chi bằng cho ông ấy sống chung với nó luôn cho rồi. Nói là làm nên nữ luật sư cứ thế thu dọn hành lý bỏ nhà ra đi trong sự níu kéo vô vọng của người chú đầu bạc. Gác lại đau thương Frank nhanh chóng quay trở lại cảnh sát và bất ngờ khi được các đồng đội hân hoan chào đón. Không những thế họ còn chu đáo chuẩn bị hẳn một khu vực nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông trong nhiều năm qua. Lúc này nhà phát minh lỗi lạc Đạt Văn Tây của nước Mỹ cũng bước vào và nói rằng mình đã tìm ra thành phần hóa học có trong quả bom mà bọn ác nhân sẽ sử dụng. Frank bên này tái máy thế nào lại cầm lọ nước tiểu lên mà làm một ngụm sặc sụa hết cả lên. Sau khi điều tra những manh mối, ông tiến sĩ kết luận rằng vụ đánh bom sắp tới có liên quan đến một nhà tù ở tiểu bang và kẻ chủ mưu không ai chính là Jock Co, một tên ác nhân hàng đầu được thuê 5 triệu đô cho vụ đánh bom vào thành phố. Không ngần ngại, Frank lập tức xung phong đứng ra nhận nhiệm vụ cao cả nhưng cũng đầy thách thức này. Bằng việc đóng giả thành một tù nhân, trung úy đã thành công khi được đưa tới trại giam và được sắp xếp ở chung phòng với Jock Co. Ngay khi chạm mặt tên ác nhân cùng gã đàn em của hắn, Frank đã trực tiếp có một màn chào buồng khiến Jock Co cũng phải dè chừng. Miệng thì hùng hổ nói rằng đêm nay sẽ lên một danh sách giết người tại nhà tù này nhưng thực chất lại đang tranh thủ viết vài lời tâm tình với vợ. Trong lúc Frank đang cặm cụi viết thư tình thì một tên đầu xoăn ở phòng bên cạnh đã nhìn lén ông bằng ánh mắt không thể gai lọ hơn.
Quả nhiên hôm sau khi mọi người đang thoải mái tắm rửa thì tên đầu xoăn đã xuất hiện trước mặt Frank, cố tình đánh rơi cục xà phòng xuống đất rồi yêu cầu ông nhặt lên. Đám bạn tù biết rõ sắp có biến nên sợ hãi bỏ chạy mất xác. Cứ ngỡ đầu xoăn sẽ được một phen thông nát cống Frank, nhưng nào ngờ ông chú đầu bạc lại phòng bị quá kỹ càng. Thế này thì có mà đến kỳ anh thợ khóa cũng phải khóc tiếng mán. Trong bữa ăn, Jock có đưa cho gã hạ của mình bản chi tiết kế hoạch vượt ngục, nhưng không may bị ca ngục phát hiện. Để khiến đối phương tin tưởng mình nên Frank trực tiếp đứng dậy cố tình châm chọc nhằm gây ra một cuộc bạo loạn. Nhân lúc hai phe đang ẩu đả ác liệt thì Frank đã nhanh tay giật bản kế hoạch vượt ngục cho vào miệng tiêu hủy. Nhưng cai ngục bên này lại đổ thêm cả đống giấy và làm ông chú chẳng còn phân biệt được nữa. Thế là mặc ai người đó đánh, còn Frank cứ bình thản ngồi im dưới gầm bàn dùng máy cắt để cắt giấy thành sợi rồi xịt tương ớt ăn như ứng rồi. Trong khi đó, tên đàn em của Jock Co vẫn miệt mài dùng thiết đầu công để hạ gục từng cai ngục một. Tuy nhiên, cuộc bạo động đã sớm bị chấm dứt ngay sau đó. Đàn em của Jock Co được đưa tới phòng biệt giam vì tội làm loạn, còn Frank thì tất nhiên đã chiếm được niềm tin từ Jock Co để vượt ngục nên cả hai đã hợp tác đào hẳn một đường hầm trong chính phòng giam của mình. Khi hành động, bọn họ sẽ dùng manơ canh để qua mắt quản ngục, sau đó giấu chỗ cát bằng cách cho nó vào quần rồi giải khắp sân bóng. Có điều cát ngày một nhiều nên chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng, còn sân bóng thì cũng không khác gì một quả núi cả. Đêm đó, Jean vô tình nghe được một bản nhạc ở quán bar khiến cô gợi nhớ về hình bóng của Frank. Đang buồn bã bước đi thì đột nhiên một gã biến thái bất ngờ xông tới định giở trò đồi bại với nữ luật sư. Không do dự, Jean lập tức xịt hơi cay vào mặt hắn rồi kích điện thêm phát nữa và cuối cùng đẩy tên dê xồm ra giữa đường. Đúng là rời xa vòng tay của anh là bão tố. Mới bỏ nhà đi được có một lúc mà đã biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Không thể chịu nổi thêm được nữa khiến Jean quyết định bóc máy gọi cho chồng, nhưng đầu dây kia lại không trả lời. Nào ngờ Jean lại phát hiện chiếc khăn mùi xoa trong túi áo mình có ghi địa chỉ của nữ y tá Tanya, nghĩ rằng Frank và ta đang hú hí nên nữ luật sư đã lập tức phi xe tới đó để ba mặt một lời. Sáng hôm sau, Frank cùng Jock Co cũng đã thoát ra khỏi đường hầm sau suốt một đêm dài dòng dã. Tuy nhiên, vừa lú đầu lên thì bọn họ đã bị một đám học sinh trung học rút hàng nóng ra bắn tới tấp, làm cả hai chạy rẽ cả đất xì cả khói. May mắn nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên mới trở về nguyên vẹn. Tại một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, Frank hội ngộ lại với nữ y tá tan ra nóng phỏng tay và nghe người đẹp mời gọi thì ông chú đầu bạc định tiến tới giao lưu, nhưng hóa ra cô ta lại đang cặp kè với Jock Co, đúng là ô con sông quê. Nhìn Frank khiến nữ y tá một lần nữa ngờ ngợ mình đã gặp ông ở đâu rồi. Điều đó làm Jock Co quay sang nghi ngờ đồng đội mình là gián điệp. Để chứng minh bản thân trong sạch nên Frank đã chấp nhận cho bà mẹ già nua của Jock Co cưỡng hôn mình một cách hết sức thảm thiết. Tối đó, sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Jean cũng đã tìm thấy ngôi nhà trên địa chỉ được ghi trong chiếc khăn. Nhưng khi mở cửa bước vào thì cô luật sư lại sững sờ trông thấy Frank đang bận ăn cháo lưới với con hồ ly chí đuôi kia. Không do dự, Frank liền chạy tới hôn Jean rồi thì thầm vài lời vào tai cô. Hai mẹ con Jock Co cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc mà bước xuống quan sát. Thấy kẻ lạ đột nhập nên tên ác nhân định tặng cho cô một phát súng vào đầu nhưng đã bị Frank ngăn cản. Để giúp vợ an toàn, trung úy giả vờ như không quen biết và đành phải bắt cô làm con tin. Ấy thế mà mấy tên ngu ngục này vẫn tin sái cổ những điều do Frank bịa ra. Hôm sau, Jock Co dẫn cả bọn xuống hầm quan sát thử nghiệm quả bom mà hắn dự định dùng để phá hủy tòa tháp vào ít ngày tới. Quả nhiên không thể xem thường sức công phá của thứ vũ khí này được, vì cứ nhìn bộ dạng của bọn họ thì cũng đủ biết nó nguy hiểm đến mức nào. Kế hoạch của tên hóa chính là nhắm vào buổi lễ trao giải Oscar quy tụ rất nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Theo sự phân công của Jock Co thì Frank sẽ ở lại trông chừng riêng, còn hắn và Tanya sẽ vào trong để thực hiện âm mưu đặt bom. Tất nhiên là trung úy không hề nghe theo sự sắp xếp này mà đợi cho Jock Co rời đi là liền cùng vợ đấm bà già. Tuy nhiên lúc cần gọi điện báo tin thì lại chẳng có gã tài xế nào hiểu tiếng Anh, mà muốn vào trong buổi tiệc để ngăn chặn thì lại cần phải có vé. Bất lực, Frank đành phải tàn nhẫn chấn lột quần áo của hai vị khách mời để bước qua cửa an ninh. Cùng lúc đó, Tanya cũng đã thành công đánh lạc hướng được gã béo mà lấy đi một chiếc phong bì đưa cho Jock Co nhét bom vào bên trong. Biết một trong những chiếc phong bì này có chứa bom nên hai vợ chồng siêu báo bèn lèn vào sau cánh gà để kiểm tra. Tuy nhiên, do số lượng quá nhiều nên cả hai buộc phải chia ra, trong khi Jean ở lại đây để tìm thì Frank sẽ ra ngoài kia để kiểm tra phong bì trên tay của người dẫn chương trình. Ngay lập ông chú đầu bạc đánh gục một khách mời rồi lao ra sân khấu, nhưng do chiếc thang dừng đột ngột khiến Frank mất thăng bằng lăn xuống đạp vào mông của nữ MC khiến cô ta ngậm nguyên cái micro vào mồm. Ở bên ngoài, Jock Co đang định rời đi thì phát hiện ra thân phận của tay cớm già. Hắn vô cùng tức giận, tự nhủ sẽ quay trở lại đó để lấy mạng ông. Trong khi đó, Jean làm đủ mọi cách để kiểm tra bên trong từng cái phong bì. Frank lúc này bất đắc dĩ phải vào vai của một MC, nhưng khổ nỗi lại nói năng linh ta linh tinh ngay trên sóng truyền hình. Đột nhiên ông nhận ra chiếc phong bì trên tay người đẹp bên cạnh có chứa bom nên liền giật phăng lấy không cho cô ta mở ra công bố kết quả. Đã thế còn lắm mồm ba hoa đủ thứ chuyện khiến cho ban tổ chức và khán giả vô cùng sốt ruột. Sau màn rằng co vật lộn vô cùng quyết liệt trên sân khấu thì trung úy mới nhận ra chiếc phong bì trên tay mình không chứa bom. Đúng lúc này, Jean đã bị mẹ của Jock Co khống chế đưa đi. Khi Frank chạy vào không thấy vợ thì liền hớt hải đi tìm. Nào ngờ ban tổ chức đã nhận ra Frank là kẻ phá hoại nên cũng giáo giết đuổi theo.
Hết cách, trung úy đành phải đánh ngất một vũ công rồi cải trang thành anh ta để quay trở lại sân khấu. Sau đó Frank tự tin thể hiện khả năng vũ đạo thiên bẩm của mình khiến cho các vũ công nát hết cả hàng họ, còn ban tổ chức thì cũng phải ôm đầu ngao ngán. Lúc này cấp trên và những đồng đội của Frank cũng đã nhận ra ông trên sóng truyền hình mà lần lượt kéo đến. Còn ông chú đầu bạc sau khi gây náo loạn làm hỏng cả màn trình diễn của người ta thì cũng hôn hồn sủi mất tăm kèo có mà chẳng còn răng để húc cháo. Sau đó Frank gặp được Tanja rồi liên tục dồn ép ả ta khai ra nơi giam giữ riêng cùng quả bom. Nhưng nữ y tá lại dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ khiến ông quên mất nhiệm vụ quan trọng. Nào ngờ củ khoai trong quần cô ta còn to hơn của nam chính khiến Frank lập tức chạy ngay ra sân khấu để cho chó ăn chè. Chưa kịp hoàn hồn thì ông lại nhìn thấy chiếc phong bì cuối cùng trên tay khách mời. Không do dự, nam chính liền chạy ngay ra giật lấy nó và quả nhiên bên trong có chứa bom thật. Frank hét to đây là bom để cảnh báo mọi người nhưng lại khiến cho đạo diễn của một bộ phim có tên Bom tưởng nhầm là mình đoạt giải. Đúng lúc này Giáp Co cũng đã xuất hiện nổ một phát súng chỉ thiên để uy hiếp cả khán phòng. Đám cảnh sát ăn hại mới chỉ vừa nghe thế đã đồng loạt vứt hết súng xuống sàn. Nhân lúc tên khủng bố mất cảnh giác là Frank lao tới rằng có vô tình làm súng cướp cò khiến cho chiếc hộp sắt rơi xuống trúng đầu mẹ của Giáp Co. Loạng choạng một lúc thì bà ta mất đà rơi xuống ra đi ngay tại chỗ. Phẫn nộ vì mẹ mình đã về với ông bà khiến gã phản diện tức giận đe dọa Frank mau giao quả bom ra, nếu không hắn sẽ thổi bay não của Diên. Tất nhiên ông chú đầu bạc đã nghe theo tiếng gọi của con tim và đồng nghĩa với việc sẽ đặt tính mạng của tất cả mọi người ở đây vào tình thế nguy hiểm. Sau đó cả hai đã tiến hành trao đổi như thỏa thuận. Frank sẽ lấy khẩu súng còn Giáp Co sẽ có được quả bom như đồng ý hắn. Nhưng như thế thì cũng chẳng giải quyết được cái mịa gì vì Diên vẫn còn nằm trong tay của Giáp Co kia mà. Chỉ cần hắn nhấn nút là mọi thứ sẽ chấm dứt, đúng là cạn lời với khả năng đàm phán của Frank. Tuy vậy ông chú đã khéo léo sửa sai bằng việc giả vờ xin hàng rồi hất bay quả bom ra xa. Giáp Co cũng không phải dạng vừa khi dùng chính chiêu đó để cướp lại khẩu súng rồi đưa Diên chạy khỏi đó. Không thể để vợ mình bị bắt đi dễ dàng như vậy. Frank lập tức cầm súng đuổi theo nhưng khổ nỗi ông chú số đã nhọ mà lại còn chúa tể hậu đậu. Trong khi vợ bên này đang chăn chối những lời cuối cùng mà chồng ở phía sau thì vẫn cứ quay mòng mòng không có dấu hiệu dừng lại. Đúng lúc ngàn cân treo sợi lông nách, Frank ăn may thoát ra được rồi thành công lấy thịt đè người khiến Giáp Co rơi tự do xuống dưới. Nào ngờ chân của hắn vẫn còn bị vướng vào một sợi dây. Lúc chuẩn bị tiết đất thì trùng hợp Not Bang lại cầm quả bom đi ngang qua. Thế là tên ác nhân một lần nữa có được quả bom ở trong tay. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì hắn đã bị sợi dây co giãn kéo bay ra khỏi tòa nhà. Đúng lúc này, chiếc máy bay của ông trùm bất ngờ bay ngang qua đây. Giáp Co cứ thế đâm đầu vào bồn cầu khiến đại ca của mình đang ngồi ị cũng bị làm phiền. Kết cục quả bom phát nổ giúp cho chiếc máy bay cùng hai tên phản diện thâm độc nổ banh xác. Thế là ông chú cảnh sát vụng về một lần nữa lại lập công lớn và có được sự công nhận của tất cả mọi người. Còn chuyện tình cảm của Frank cùng vợ cũng gắn kết bền chặt hơn trước. Quả nhiên 9 tháng sau tin vui đã đến với hai vợ chồng khi tình yêu của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Có điều khi bước vào phòng hộ sinh để chào đón đứa bé thì Frank mới ngớ người nhận ra thế méo nào hai cha con lại khác màu da cơ chứ. Chẳng lẽ nào lại bị thằng Chí Cốt chơi cho một vố cũng không chừng.